tôi giúp các thầy Liên Học Viện Sĩ Tô Thánh Gia Châu Sơn Đơn Dương. Tôi được may mắn Đức Viện Phụ Nguyễn Tri Phương đã mời tôi giúp các thầy Học Viện Châu Sơn Sĩ Tô Thánh Gia tại Đơn Dương. Tôi đã vui vẻ chấp nhận bởi vì tôi biết đây là một công việc rất quan trọng, bởi vì tôi được tham gia vào việc đào tạo các linh mục, và tham gia vào việc đào tạo các linh mục là một điều rất quý hóa đối với tôi, bởi vì tôi rất mến mộ ơn kêu gọi. Các ban hiệu trưởng, ban giám đốc đã giao cho tôi môn học dạy cho các thầy về truyền giáo, và cứ 2 năm một lần thì lại đến phiên của tôi. Tôi tới Châu Sơn để gặp gỡ các thầy và giúp đỡ các thầy với tư cách là một người anh đã đi trước, trao cho các người em đi sau những kiến thức, những kinh nghiệm của mình đã trải qua trong đời sống linh mục của mình. Do đó, tôi rất gần gũi các thầy sinh viên và các thầy sinh viên cũng rất gần gũi tôi. Tôi trao cho họ những kiến thức của mình sẵn có, đặc biệt trao cho họ những kinh nghiệm trong đời sống linh mục của mình. Và bởi vì gần gũi các sinh viên, cho nên các sinh viên đã không hề ngại ngùng để đặt những câu hỏi hỏi tôi, và tôi rất vui vẻ để trả lời cho các thầy sinh viên. Vì thế, giữa thầy và trò luôn luôn gần gũi nhau và luôn luôn tôn trọng lẫn nhau. Các thầy luôn yêu mến tôi và luôn đặt nhiều vấn đề để tôi có thể giải đáp thắc mắc cho các thầy. 11 nhánh của Châu Sơn ở khắp nơi trên đất nước đã tụ tập về thì Đan Viện Châu Sơn, lớp thần 3 và thần 4 để học môn truyền giáo của tôi. Môn truyền giáo đối với các thầy là lạ, bởi vì đối với các thầy ở trong các đan tu, nên các thầy nói rằng các thầy đâu có đi truyền giáo đâu. Các thầy ở đó và chỉ ở trong bốn bức tường làm những công việc mà các bề trên trao phó cho các thầy thực hiện. Nhưng khi tôi giúp các thầy, tôi đã nói với các thầy rằng các thầy cũng đang làm việc truyền giáo, bởi vì như Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu, Thánh Teresa ở trong bốn bức tường không có đi tới đâu, nhưng tại sao Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu lại trở thành bổn mạng của các sứ truyền giáo? Vậy thì tại sao Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu lại được gọi là bổn mạng của các sứ truyền giáo? Chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa đó. Và tôi nói với các thầy rằng các thầy đang làm việc truyền giáo đó. Dần dần các thầy hiểu ra điều tôi nói, và các thầy cảm thấy rằng với địa vị của mình, với nơi ở của mình trong các đan tu, các thầy cũng đang tiếp tay làm công việc truyền giáo bằng việc lao động của mình, bằng việc giữ các tu luật của mình. Cho nên các thầy cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc. Mỗi một lần tôi tới để giúp các thầy đều rất vui, bởi vì
Thì khi gặp gỡ các thầy qua nhiều khóa, thì tôi thấy rằng có những khóa hơn 50 thầy, có những khóa gần 60 thầy, có những khóa hơn 30 thầy, cái khóa ít nhất là 30 mấy thầy, 30, 34, 35 thầy. Thì còn tất cả những khóa nhiều người, có thể tới gần 70 người. Cho nên tất cả các khóa đó thì các thầy đều hăng hái để đặt nhiều vấn đề trong đời sống mà tôi đã trải nghiệm, trong đời sống mà tôi đã đi qua, trong đời sống linh mục. Và các thầy rất tin tưởng để có thể đặt những vấn đề mà tôi trả lời cho các thầy. Tôi nói rằng điều gì tôi có thể trả lời được thì tôi sẽ trả lời với các thầy, còn điều gì tôi chưa trả lời được thì tôi khất các thầy để tôi hỏi các đấng bề trên, tôi hỏi các nhà chuyên môn, và sau đó tôi sẽ trở lại và tôi sẽ trả lời cho các thầy. Nhưng thực tế đã không có một câu hỏi nào là tôi phải về nhà để hỏi các vị chuyên môn này, các vị chuyên môn khác, hay để tra cứu, để tìm hiểu rồi mới tới trả lời cho các thầy được. Nhưng tôi đã làm công việc đó một cách rất là xuyên suốt. Vậy thì qua việc giúp đỡ các thầy thì ở Liên Học Viện Tri Tô Thánh Gia Châu Sơn ở Đơn Dương, tôi nhận ra rằng việc được góp tay để đào tạo các linh mục là một hạnh phúc lớn đối với tôi. Và khi đã trở thành một hạnh phúc lớn đối với tôi như thế, thì tôi đem hết tâm lực, đem hết cái tài trí mà Thiên Chúa đã tặng ban cho tôi, thì tôi đã trao lại cho các thầy để các thầy có thể hiểu được những điều mà các thầy cần hiểu trong cái môn đó. Và tôi mở rộng ra trong nhiều vấn đề khác để có thể trao đổi với các thầy, giúp các thầy hiểu những điều mà tôi cần nói. Điều khác nữa là giữa sinh viên và giữa tôi có một sự gần gũi, rất là gần gũi, bởi vì các thầy thì cảm thấy rằng tôi tới với các thầy như một người anh, chứ không phải tôi tới với các thầy như một người đứng ở trên bục mà chỉ đứng trên bục để mà giảng vậy rồi xong rồi về, không phải như vậy. Nhưng tôi đã gần gũi với các thầy, gần gũi với các thầy trong tất cả các giờ lễ, gần gũi với các thầy trong tất cả những giờ phụng vụ và trong các giờ thần vụ mà các thầy Châu Sơn đã để lại cái dấu ấn trong tôi. Các thầy đã nhờ tôi giải tội cho các thầy. Mỗi một khóa tôi đều giải tội cho các thầy hết. Và như thế tôi cảm thấy rằng càng gần gũi các thầy, tôi càng hiểu rõ các thầy hơn. Bởi vì đời sống đan tu không phải một đời sống dễ ai cũng có thể thực hiện được, và ai cũng có thể sống cái đời sống chiêm niệm như thế được. Không phải ai cũng có thể làm được cái điều đó. Cho nên càng hiểu các thầy, tôi càng yêu mến các thầy. Và khi mỗi lần trở lại để giúp đỡ các thầy, tôi càng cảm thấy vui. Bởi vì tới với họ với tư cách một người anh tới để giúp đỡ các đàn em mình hiểu được những điều mà mình đã học được trước kia, rồi những điều mà mình đã tích lũy được trong chính đời sống linh mục của mình, thì mình trao lại kinh nghiệm đó, những trải nghiệm mình đã sống đó cho các thầy để các thầy cùng hiểu. Và như thế tôi cảm thấy hạnh phúc trong đời sống của mình. Đời sống mà con người của mình, nếu chú ban cho mình ví dụ 5 nén hay là 10 nén, mà chúng ta không làm giàu ra 5 nén khác hay 10 nén khác, thì chúng ta không phải là con người thì đã được chính Chúa trao cho chúng ta những cái tài sản đó, những cái tài năng đó, hay những cái điều mà chúng ta đã học được, chúng ta đã không làm tròn trách nhiệm của chúng ta. Nhưng khi mà làm tròn trách nhiệm thì cái người
thì cái người anh linh mục tới để giúp các em của mình là các thầy đang chuẩn bị để lên chức linh mục cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Và quả thực tôi giúp các thầy rất nhiều lớp, bây giờ có rất nhiều thầy đã chịu chức linh mục hết, nhiều lắm rồi. Các thầy nhận sư phụ phó tế, chức phó tế cũng rất nhiều rồi, còn một số thì cũng chuẩn bị để lên phó tế. Cho nên thực tế qua những giai đoạn, qua những năm tháng tôi giúp ở Liên Học Viện Sĩ Tô Thánh Gia Châu Sơn, tôi cảm thấy cuộc đời mình hạnh phúc thật sự, vì mình được cộng tác vào một việc cao cả, đó là luôn luôn giúp đỡ ơn kêu gọi và đào tạo những linh mục tương lai cho giáo hội, cho đàn tu. Vì vậy ban giám đốc khóa nào cũng vậy thôi, thì các ngài và ban giáo sư rất là yêu mến tôi, và các ngài cũng luôn luôn gần gũi tôi, bởi vì tôi thấy tôi sống gần gũi các thầy thì các cha giáo hay là ban giám đốc cũng cảm thấy rằng những người mà được mời gọi tới để giúp đỡ anh em sinh viên, các thầy sinh viên đó cũng đã làm tốt công tác của mình. Cho nên các ngài luôn luôn mến chuộng, và các ngài luôn luôn dành cho tôi một chỗ đứng rất là tốt ở trong đan viện đó, để tôi có thể sinh hoạt, có thể giúp đỡ các thầy với tất cả lòng yêu mến của mình. Và đó là cái kinh nghiệm của cuộc đời của tôi. Dù rằng cuộc đời của tôi thì ngày hôm nay thì tuổi đời cũng đã bắt đầu cao rồi, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy rằng khi mình được tham gia vào công việc đào tạo linh mục đó, mình cảm thấy rằng cuộc đời của mình cảm thấy nó có giá trị thật sự. Và khi có giá trị thật sự như thế thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng cuộc đời của chúng ta dù bất cứ lúc nào chúng ta cũng cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc đó là chúng ta trao cho Chúa những ơn gọi, trao cho Chúa những linh mục theo lòng Chúa ước mong. Đó là điều mà tôi đã thực hiện trong những năm tôi giúp các thầy học viện, Liên Học Viện Châu Sơn, Thầy Thánh Gia Châu Sơn Đơn Dương. Và trong tương lai lẽ nhiên khi còn giờ, khi còn thời gian, thì tôi tiếp tục giúp đỡ các thầy theo sự yêu cầu của ban giám đốc và sự yêu cầu của các đan tu, thì tôi sẵn sàng giúp đỡ các thầy tiếp tục.